nếu Tô Lâm ngại bắt 7 Phúc thì sao không cho bắt phu nhân Nguyệt Thu? Chủ đề nóng được dư luận quan tâm liên quan đến chính trường Việt Nam những ngày gần đây là việc đến bao giờ thì lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý các sai phạm của ông Nguyễn Xuân Phúc và gia đình của ông ta. Cuối đại hội Đảng lần thứ 12, thế và lực của ông Bảy Phúc và phe cánh mạnh đến nỗi đã có những đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư của Đại hội Đảng 13 có khả năng là Nguyễn Xuân Phúc. Trong giai đoạn đó, ông Phúc nhận được nhiều ưu ái từ Tổng Trọng khi được đưa vào trường hợp đặc biệt cho danh sách nhân sự chủ chốt tại Đại hội lần thứ 13. Tuy nhiên, đến cuối nhiệm kỳ Đại hội 12, Tổng Trọng đã giới thiệu ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, ứng viên cho chức Tổng Bí thư khóa 13. Đó là lý do ông Phúc và phe cánh đã kiên quyết phản đối. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Tổng Trọng và Bảy Phúc không còn nồng ấm như trước đây. Mãi đến khi Đại hội Đảng 13 kết thúc, ông Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp sai với điều lệ của Đảng. Lúc đó, ông Bảy Phúc và mọi người mới biết tất cả đã mắc nỡm ông Trọng, bởi người ngồi ghế Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ liên tiếp là điều cấm kỵ trong điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi rất rõ. Thực chất, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng chỉ là tấm lá chắn cho tham vọng quyền lực đến chết của ông Trọng. Sau đại dịch Covid-19 cuối năm 2021, đã có những đồn đoán dâm gian rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là trùm cuối chủ sở hữu 80% cổ phần của công ty Việt Á. Tuy nhiên, sau khi ông Phúc thôi giữ các chức vụ trong Đảng, Nhà nước và Quốc hội, với lý do theo nguyện vọng cá nhân, thì ngày 4 tháng 2 năm 2023, tại lễ bàn giao chức vụ Chủ tịch nước, ông Phúc đã bất ngờ phát biểu: gia đình tôi, vợ con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Kể từ đó, những đồn đoán về bà Thu trong đại án Việt Á cũng rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, giới thạo tin thì vẫn khẳng định mọi tin đồn về việc bà Thu là trùm cuối không phải là không có cơ sở. Bộ Công an đã lập chuyên án và đưa những nghi vấn này vào khuôn khổ của một đại án đặc biệt nghiêm trọng. Theo nguồn tin nội bộ, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đưa ra chứng cứ không thể chối cãi. Theo đó, ông Phúc và bà Thu cùng thuộc cấp đã dính đến những sai phạm tày đình, cụ thể là cáo buộc tham ô, đưa và nhận hối lộ hàng trăm triệu đô la liên quan đến các đại án như Việt Á, chuyến bay giải cứu, Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Mới nhất có những cáo buộc cho rằng ông Phúc và Thu đã nhận hối lộ từ bà Trương Mỹ Lan, chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tay cho Vạn Thịnh Phát và SCB gây thiệt hại đến hàng chục tỷ đô la cho người gửi tiền và các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp trong cả nước. Công luận hết sức quan tâm và đang tranh cãi liệu rằng Bộ Công an có khởi tố bắt giam ông Phúc và bà Thu hay không. Nếu có thì khi nào lệnh bắt sẽ được thực thi, nhưng cũng có ý kiến cho rằng Đảng đã có luật ngầm sẽ không bắt giam các nhân vật thuộc tứ trụ, kể cả khi đã về nghỉ hưu. Vì thế, việc truy cứu hình sự với ông Nguyễn Xuân Phúc là một quyết định hết sức khó khăn đối với ông Tô Lâm, nhất là trong thời gian gần đây với sự xuất hiện của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà ông Bảy Phúc tìm đến khi gặp hoạn nạn. Mục tiêu cao nhất của chống tham nhũng là để thu hồi tài sản thất thoát. Vậy thì tại sao nếu gặp khó trong việc bắt giam ông Phúc, ông Tô Lâm không tiến hành bắt bà Nguyệt Thu trước để làm cơ sở truy thu tài sản tham nhũng có được? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nếu Tô Lâm ngại bắt 7 Phúc thì sao không cho bắt phu nhân Nguyệt Thu trước. Vì sao việc khởi tố bắt giam vợ chồng 7 Phúc không phải là chuyện một sớm một chiều? Một trong những chủ đề liên quan đến chính trường Việt Nam được công luận quan tâm và theo dõi và bám sát nhất có lẽ là việc xử lý các sai phạm của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc và gia đình ông ta. Cách đây ít lâu, giới thạo tin tiết lộ một bộ phận lãnh đạo cấp cao trong Đảng đã nhận được tài liệu phổ biến nội bộ. Nội dung là phải triệt hạ bằng hết chân rết quyền lực của ông Phúc cùng với đồng đảng ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Theo đó, đây là một phe nhóm chính trị rất nguy hiểm, đã gây chia rẽ trầm trọng trong nội bộ của Đảng và đã thực hiện các hành vi tham nhũng có tổ chức với quy mô hết sức nghiêm trọng. Phe cánh chính trị của Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng hệ thống truyền thông do ông Nguyễn Công Khế cầm đầu để hỗ trợ đưa tin cho cuộc chiến nội bộ giữa các phe cánh trong Đảng. Đó cũng là lý do vì sao cựu tổng biên tập báo Thanh Niên ông Nguyễn Công Khế, người được mệnh danh là ông trùm truyền thông, thì lại bị bắt vào đầu năm 2024. Ở thời điểm đó, giới thạo tin đã tin rằng nạn nhân tiếp theo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ là Bảy Phúc, chứ không phải là ông Tư Sang, một người được cho là đại ca trực tiếp của ông Khế. Công luận đặt vấn đề và câu hỏi tại sao sau khi ông Phúc bị buộc phải thôi chức Chủ tịch nước vào năm 2023, người ta thấy ông Bảy Phúc bất ngờ đến thăm cựu Thủ tướng Ba Dũng tại Tư Gia ở Sài Gòn. Tại sao người xử lý ông Bảy Phúc là Tổng Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc đó chỉ là đầu sai của Tổng Bí Thư, nhưng Bảy Phúc vẫn biết rất rõ tiếng nói của ông Ba Dũng có trọng lượng trong mọi quyết sách của Bộ trưởng Tô Lâm. Điều đó cũng có nghĩa là ông Phúc đã biết rất rõ mối quan hệ trong bóng tối giữa Tô Lâm và ông Nguyễn Tấn Dũng. Trở lại vấn đề, các nguồn tin nội bộ cho biết hồ sơ điều tra của Bộ Công an đối với các hành vi sai phạm của ông Phúc và phu nhân là bà Trần Thị Nguyệt Thu có liên quan đến việc nhận hối lộ, rửa tiền đã được đặt lên bàn làm việc của ông Tô Lâm. Vẫn theo giới thạo tin, hồ sơ này sẽ được đích thân Tô Lâm xem xét kỹ lưỡng trước khi chuyển tới các thành viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu. Cuối cùng, hồ sơ sẽ được thống nhất trong một cuộc họp xét kỷ luật của Bộ Chính trị có sự tham gia của các thành viên Ban Bí thư. Theo nguồn tin nội bộ, hàng loạt hành vi sai phạm của Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn Vệ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu ông Phúc phải giải trình về việc dùng quyền lực và cá nhân để can thiệp chỉ đạo một số vụ án. Đó là lý do vì sao, theo nguồn tin, không chỉ có vợ, chồng ông Phúc, mà cả Trung tướng Trần Văn Vệ cũng có nguy cơ bị khởi tố, bắt giam trong thời gian sắp tới. Sau khi Bộ Chính trị họp bàn thông báo kết luận cuối cùng, công luận cho rằng trong thời gian hơn 13 năm cầm quyền, trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã chống tham nhũng một cách nửa vời. Điều đó đã đánh mất sức chiến đấu của Đảng và lòng tin của người dân, dẫu trên tinh thần đốt lò không có vùng cấm, không có ngoại lệ để làm gương, nhưng việc truy tố một cựu ủy viên Bộ Chính trị như Nguyễn Xuân Phúc không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi cả làng tham nhũng chứ có phải mình ông Phúc đâu. Nghĩa là không chỉ xử lý một trường hợp của ông Bảy Phúc mà phải xử lý tất cả những người có liên quan. Có lẽ đây là lý do khiến việc xử lý, khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là chuyện ngày 1, ngày 2, mà ông Tô Lâm và Bộ Chính trị sẽ còn phải nâng lên, đặt xuống rất nhiều lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao việc khởi tố, bắt giam vợ chồng Bảy Phúc không phải là chuyện một sớm một chiều. Lật lại hồ sơ về trách nhiệm của người đứng đầu đối với Tổng Trọng, tại sao không? Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một kẻ tham vọng quyền lực chưa từng có. Nhiều người tiếc cho ông phải qua đời trên chiếc ghế quyền lực thay vì an vui tuổi già với gia đình và con cháu. Một trong những lý do khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải bám ghế đến hơi thở cuối cùng vì ông sợ cá ăn kiến rồi sẽ tới ngày kiến ăn cá. Cũng bởi vì tham vọng quyền lực quá lớn, Tổng Trọng sẵn sàng hủy diệt tất cả những đồng chí cũng tham vọng quyền lực, dám nhòm ngó vào chiếc ghế của ông. Đó là lý do công luận cho rằng Tổng Trọng gây thù chuốc oán quá nhiều nên đã bị quả báo, và câu chuyện ông Trọng bị các đồng chí trong Đảng chủ động rút ống thở như đồn đoán có lẽ từ đó mà ra. Đây cũng là một trong những lý do, theo giới quan sát, ông Ba Dũng được cho là sẽ sát cánh với Tô Lâm trong công cuộc cải tổ sắp tới đây, và khả năng cao là mọi di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bị dỡ bỏ. Trên mạng xã hội đã xuất hiện ý kiến cho rằng cần phải giải thiêng về công và tội của Tổng Trọng để phán xét công minh trước lịch sử, ít nhất là về phương diện pháp lý. Làm điều này để cho công chúng thấy rằng sự thật Tổng Trọng là người như thế nào, có giống như cỗ máy tuyên truyền của nhà nước Việt Nam tô son chát phấn bấy lâu nay hay không. Công luận cho rằng công cuộc đốt lò của Tổng Trọng thiếu sự công bằng và hành xử theo lối nhất bên trọng, nhất bên khinh. Rõ ràng ông Trọng thiên vị với các đối tượng cùng phe phái, cùng một sai phạm có quy mô như nhau, thậm chí là lớn hơn rất nhiều lần, nhưng người của phe ông Trọng thì sẽ an ổn, chỉ bị kỷ luật rất nhẹ nhàng, qua loa rồi cho hạ cánh an toàn. Trong khi các nhân vật không cùng phe thì Tổng Trọng chỉ đạo xét xử với những bản án hết sức nặng nề. Đó chính là lý do vì sao ngay sau khi ông Trọng qua đời, vấn đề xử lý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về trách nhiệm người đứng đầu đã được đặt ra. Dù có những ý kiến phản đối khi cho rằng nghĩa tử là nghĩa tận, bỏ qua chuyện của quá khứ bất kể đó là tội lỗi gì, đa số người dân Việt Nam có thể quên hay không biết rằng lúc sinh thời Tổng Trọng từng ban hành chỉ thị xử lý tất cả các quan chức tham nhũng bất kể họ đã nghỉ hưu, thậm chí đã qua đời, để thu hồi tài sản tham nhũng. Trong 3 năm đầu nửa nhiệm kỳ Đại hội 13, hàng loạt các lãnh đạo cấp cao đã buộc phải thôi chức, từ nhiệm hay tước bỏ tất cả những chức vụ trong quá khứ. Do đó, việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với Tổng Trọng là điều cần thiết. nếu như có đầy đủ chứng cứ đưa ra. Kể cả việc làm rõ đại án Siputra, khu đô thị Nam Thăng Long, mà ông Trọng trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm thất thoát của nhà nước tới hơn 3.000 tỷ đồng khi đó, là một số tiền rất lớn. Theo giới chuyên gia, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đã được hiểu là khi xảy ra vi phạm tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, thì người đứng đầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy tại sao trong thời gian qua, một loạt các quan chức cấp cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như Quốc hội đã bị xử lý kỷ luật và phải chủ động xin thôi chức như ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai v.v. Nhưng trách nhiệm người đứng đầu lại không bị xử lý. Đây là câu hỏi đặt ra cho ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công luận cho rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phe cánh là những nạn nhân trực tiếp trong cái gọi là đốt lò chống tham nhũng của Tổng Trọng. Nay đã đến lúc ông bà Dũng cần đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho lật lại hồ sơ để xử lý nghiêm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để làm gương. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin lật lại hồ sơ về trách nhiệm của người đứng đầu với Tổng Trọng. Tại sao không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d